Công việc ô tô xin kính chào anh chị em đang xem video của em Tiến ngày hôm nay. Hôm nay em Tiến sẽ lên cho anh chị em mình một dòng hấp bách nhỏ gọn xe nhập nha, mà đặc biệt là còn bản đủ nữa. Anh chị em nào đang tìm kiếm những em xe 5 chỗ, 7 chỗ, số xe đi gia đình hoặc là mình kết hợp mình chạy dịch vụ thì có thể ghé đến Phúc Việt Ô Tô, địa chỉ 282 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để mình xem xe và mình trải nghiệm xe. Ngoài ra thì bên em còn để lại số điện thoại trên màn hình. Anh chị em mình cũng có thể liên hệ với bên em sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho anh chị em mình thật là nhiệt tình luôn nha. Quay trở lại video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới anh chị em mình một dòng hatchback i10 đời 2016 lăn bánh 2017. Xe này là xe nhập nha anh em. Đó, động cơ chỉ 1.0 thôi, mang nước sơn si màu trắng cực kỳ đẹp, mà đặc biệt xe này là một chủ mua mới từ đầu nha anh em, chưa qua chủ thứ hai luôn. Bây giờ em sẽ cho anh em mình đi dạo một vòng bên ngoài và sau đó là xem nội thất và công nghệ bên trong ha. Đèn thì cực kỳ là sáng luôn nha. Mâm bánh thì còn cực kỳ là chắc luôn. Vì xe này là bản đủ cho nên là có gương tích hợp báo rẽ, gương kính chỉnh điện. Tay nắm cửa thì một chạm nha. Bên ngoài thì đã lên phin nhiệt về mưa đầy đủ rồi nè. Em sẽ cho mọi người vào bên trong mình tham quan nha. Vô lăng thì tích hợp phím bấm nha anh chị em. Đó, có đèn nổ status nè, đó, có ABS nè, có cảm biến lùi nè. Ngoài ra thì có túi khí đầy đủ hết nha. Đi xe này thì cực kỳ an toàn luôn. Bên chủ cũ đã lên cho mình là full đồ chơi rồi. Màn hình Android, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết nha. Ghế da thì cực kỳ là đẹp và mới luôn nha anh chị em mình ha. Trần thì vẫn còn là trần nỉ zin luôn, mình chưa tháo ni lông luôn nha anh em. Đó, xe này là một chủ đi mua mới từ đầu cho nên là còn cực kỳ zin luôn. Đó, keo chỉ hay là tắp bi tắp lô gì cũng tắp ly tắp lô gì cũng đẹp hết nha. Đằng sau thì cực kỳ rộng rãi luôn. Đó, xe này thì mình có thể mình đi gia đình, nếu mà anh chị muốn kiếm thêm thì mình cũng có thể mình kết hợp mình chạy dịch vụ ha anh chị ha. Đó, xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ từ 4 đến 6 lít xăng thôi. Đó, đi trong thành phố thì cực kỳ nhỏ gọn luôn, mình đưa rước con đi học hay gì nó cũng tiện lợi hết á. Anh chị em nào mà thích em này thì có thể ghé đến Phúc Việt Ô Tô để xem xe và trải nghiệm xe. Giá em này chỉ có 225 triệu thôi. Đó, bên em thì cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Đó, bây giờ em sẽ cho anh chị em mình xem về gầm bệ ha. Gầm bệ thì cực kỳ là chắc chắn luôn nha, không tai nạn, không ngập nước. Bên em bảo hành em này số mấy 5 tháng, bao rút hồ sơ gốc và bao quay đầu xe luôn nha. Đó, xe này có cảm biến lùi rồi nè. Đó, anh chị em nào mà đang tìm kiếm những em xe 5 chỗ, 7 chỗ, xe giá rẻ, xe đời cao thì có thể ghé đến Phúc Việt Ô Tô xem xe và trải nghiệm xe ha. Bên em ngoài bán xe thì còn có thu mua xe cũ với giá cao. Anh chị em nào đang có xe cần bán hoặc là mình muốn lên đời xe, mình cũng có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại em để trên màn hình. Bên em sẽ hỗ trợ đến tận nhà thu mua xe cũ với giá cao cho anh chị luôn. Ngoài ra thì giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị yên tâm nha. Video của em đến đây là hết. Ai thấy video của em hay thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh để bên em lên nhiều video cho anh chị em mình tham khảo. Biết đâu trong đó sẽ có một số xe phù hợp với tài chính của anh chị mình. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.